Xin chào mọi người. Hôm nay thì nắm chuẩn bị nắm dọn cái lô tú cầu này, nắm bỏ nha. Vì nó già rồi, không thể cấy ra phôi được. Nắm sản xuất là cấy là ngày 1 tháng 9, nhưng mà bữa nay là ngày 5 tháng 10 rồi, đó là 1 tháng 4 ngày thì nó già quá. Nắm bỏ. Và hôm nay chuẩn bị khi mà dọn bỏ thì nắm thấy nó có một cái hơi lạ hơn thì quay cho mọi người. Hôm bữa năm làm cũng có dư ở đây chứ không có 40 bịch. Thì đây nè, nó già quá, cái nó bung nó nứt luôn rồi, mọi người. Nó tét bịch luôn. Nhìn thấy hầu như là bịch nào nó cũng bị á. Không bị ít thì bị nhiều à. À. Bịch bịch đây 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 tét này, này. Này thôi, này, này. Tét cái đường nó luôn. Mà ở đây mới tét nhẹ này. Còn máy này tét nặng lắm. Thì bây giờ nắm nắm đem ra cái nắm cắt cái đầu đi rồi cho nó ra nắm làm cũng được nồi canh chứ đúng không, đây chắc dư tú cầu nó bùng cũng ác chiến lắm nè, mọi người thấy nó tét à nè. Thì thấy cái khúc lạ này là chia sẻ quay chia sẻ cho mọi người thôi chứ cần sau đó thì dọn bỏ đây cũng tét này, tét hầu như nắm thấy là tét dữ lắm, hình như nó kêu ủa sao kỳ vậy, tưởng một hai bịch à, chắc lý do là vì cái bịch lúc đầu mới cầm lên một hai bịch thấy nó tét thì nó nghĩ là do chất lượng của cái bịch ni lông nó kém này, thì để coi thử có cần chỉnh sửa hay là mình nói cái chỗ mua thử là có bị trục trặc cái vấn đề gì không, nhưng mà không, lỗi ở đây là do nó phồng lên dữ quá, sao quá trời quá đất luôn tét anh. Anh đây cũng tét đường này, này. Tét nhưng mà đường mỏng nhưng mà hầu hết là tét như thế này. Rồi thì bỏ lô này nha mọi người, lô này thì không dùng nữa, để lô tới thì cứ nói chung là bên nắm thì nắm cũng nói với, chia sẻ với mọi người như này, thì nắm là những cái bào ngư xám á là nắm đang làm là hầu như là 95% luôn. Đó. Còn cái linh chi thì hoặc là các cái loại meo giống thì mọi người đặt trước thì nó mới làm nha. Nó đặt trước thì nếu hơi lâu á, nếu như mà cái giống mà không có sẵn thì phải đi tìm đi làm đủ thứ hết thì nó cũng cũng không có nhanh được đâu. Đó. Cũng phải trông cậy vào các cái anh em trong ngành. Thì anh em có chia nhau thì còn còn có cái mà làm nhanh. Chứ còn mà để mà làm lại chọn lọc lại thì cũng rất là lâu, tốn thời gian lắm. Thì năm chia sẻ một vài vấn đề đó thôi. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người.